Chủ nhật này là một cơ hội lý tưởng để Liverpool thể hiện quyền uy trở lại của mình khi được tiếp đón một MU rệu rã đến tận cào hoàng trên sân Anfield. Hãy tranh thủ điều đó để thể hiện màn sỉ nhục 7 bàn thắng ở mùa giải trước. Nhưng phải thừa nhận, Quỷ Đỏ bây giờ có còn là đội bóng mạnh đâu. Bây giờ người ta chỉ bàn xem The Cop sẽ nã vào lưới của Andre Onana bao nhiêu bàn kia kìa. Thế nên nếu có thắng thầy trò Erik Ten Hag thì Liverpool vẫn không thể chủ quan. Ngay sau đó sẽ là bài test thực sự nặng mang tên Arsenal. Đối thủ sẽ cho thấy liệu Liverpool có thực sự đủ năng lực vô địch hay không. Bây giờ hãy phân tích một chút những vấn đề hiện tại của đội chủ sân Anfield. Klopp sẽ là người đầu tiên thừa nhận có rất nhiều điều phải làm để có được khí độ đế vương như năm 2020. Đội bóng của ông đang dẫn đầu giải đấu, nhưng thành tích đó đến kèm theo rất nhiều bình oxy để thở, chứ không phải là đá đầu thắng đấy, càn quét mọi đối thủ bằng sức mạnh vượt trội. Vị trí trên bảng xếp hạng nói một điều, nhưng thực tế lại kể một câu chuyện khác. Phong độ sân khách không ổn cho lắm, lúc thì hòa, lúc thì thua. Đặc biệt, hàng phòng ngự của Liverpool khá tệ. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ? Vì họ cùng với Arsenal đang là hai đội thủng lưới ít nhất giải đấu cơ mà. Nhưng nhìn sâu vào thì mới thấy Liverpool rất dễ bị các đội cửa dưới xuyên phá. Họ hòa Brighton để Luton cầm chân, suýt chết khi bị Fulham ghi 3 bàn. Và ở trận đấu với Crystal Palace, Liverpool cũng bị dẫn trước. Chỉ đến khi đối phương bị đuổi người một cách vô duyên thì họ mới lật kèo. Không phải lúc nào cho mạo hiểm ấy cũng thành công. Thế nên Klopp phải nhanh chóng khắc phục sự thiếu tập trung của các học trò. May mắn là Liverpool vẫn có một Mohamed Salah quá xuất sắc để đặt niềm tin. Hồi mùa hè, suýt nữa thì ban lãnh đạo Jacob cho tiền đạo người Ai Cập đến Ả Rập để đổi lại 100 triệu euro. Đó là con số rất lớn, nhất là nếu nhìn vào độ tuổi 31 của Salah. Nhưng sau cùng, Liverpool lắc đầu trước sự cám dỗ của đồng tiền. Họ giữ chân Salah và đó là quyết định quá tuyệt vời. Tiền đạo sinh năm 1992 đang ghi đến 11 bàn và 7 lần kiến tạo tại Premier League. Huyền thoại Ian Rush là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Liverpool, nhưng 346 bàn của Rush được ghi trong 660 trận. Còn Salah chỉ mất 327 trận để trở thành cầu thủ thứ năm xưa này từng ghi 200 bàn cho Liverpool. Kinh khủng. Chỉ có thể dùng từ ấy để mô tả về Salah. Người ta nói quá nhiều về Neymar hay Eden Hazard xếp sau Lionel Messi ư? Nhưng thực tế để mà nói về khả năng duy trì phong độ và sự ổn định thì Salah cho hai ông tướng kia hít khói. Chẳng qua là anh chơi cho Liverpool vốn không mạnh về truyền thông mà thôi. Cứ thử tưởng tượng Man United có một cỗ máy ghi bàn như Salah mà xem. Riêng trong kỷ nguyên ngoại Anh thì Salah là chân sút số 1 tại Anfield với 148 bàn trong 234 trận. Khác biệt quan trọng, Rust là trung phong thực thụ, còn Salah vốn dĩ chỉ là tiền đạo cánh. Đây là chi tiết chuyên môn quan trọng nói lên sự xuất sắc của Salah. Ngoài Salah thì Raheem Sterling, Liverpool, Man City, Chelsea là mẫu tiền đạo cánh có thể di chuyển vào giữa và ghi bàn hàng loạt nổi tiếng nhất trên sân cỏ Anh hiện nay. Sterling đã ghi 120 bàn ở 364 trận trong hơn 10 năm, vẫn thua xa số bàn thắng mà Salah ghi được trong 7 năm rưỡi, với số trận ít hơn hẳn. Trước đây qua Ryan Giggs, MU, hoặc Thierry Henry, Arsenal, Giggs đã từng ghi 114 bàn sau 672 trận, trải dài trong 24 năm. Henry thì khỏi giới thiệu, thật ra anh được huấn luyện viên Arsene Wenger phát hiện và biến hẳn thành trung phong của Arsenal. Salah chỉ cần ghi thêm 25 bàn nữa là vượt qua tổng số bàn thắng của Henry trong sự nghiệp chơi bóng của Arsenal. Nhiều năm trước, Liverpool từng mất Salah khi còn khoác áo Barcelona với tay Chelsea. Vì đội chủ sân Stamford Bridge trả nhiều tiền hơn, Salah mờ nhạt ở Chelsea với 2 bàn trong 19 trận, bị đẩy sang Fiorentina rồi AS Roma theo hình thức cho mượn. Chưa bao giờ Salah chạm đến cột mốc 20 bàn trong một mùa bóng. Cho tới khi đến Liverpool năm 2017 thì anh không biết con số dưới 20 bàn mỗi mùa là gì. Hơn nửa trong số 7 mùa bóng ở Liverpool, anh ghi hơn 30 bàn. Đây là do ngoài tài năng cá nhân, Salah còn thụ hưởng cách nhìn người và huấn luyện xuất sắc của Jurgen Klopp ở Liverpool. Ông điều chỉnh cách chơi của Salah và chọn chiến thuật phù hợp cho Liverpool để cả cá nhân lẫn toàn đội đều thành công. Salah ở Liverpool khác hẳn Salah ở năm đội bóng trước đó. Đây cũng là chỗ tương đồng với trường hợp của Thierry Henry. Còn chỗ khác biệt là Wenger biến tiền vệ cánh bình thường Henry thành trung phong xuất sắc Henry. Còn Klopp biến Salah lúng túng trong cách chơi mỗi lúc một khác thành Salah hoàn hảo, đa dạng. Ở Liverpool, vấn đề của Salah không phải là anh nên đá tiền đạo cánh hay trung phong, mà là cách chọn vai trò, giải pháp thích hợp trong từng thời điểm, để rồi rút cuộc thì anh làm gì cũng giỏi. Sự xuất sắc của Salah chắc chắn sẽ góp phần giúp Liverpool đua đến chức vô địch ngoại Anh mùa giải năm nay. Nhìn vào lịch thi đấu từ đầu mùa giải này, chúng ta thấy rằng Liverpool đã gặp khó khăn không kém bất kỳ đội bóng nào trong top 4. Trong số 16 trận đã qua, có đến 9 trận sân khách và chủ nhà lần lượt là Man City, Newcastle, Spurs,
Chelsea và Brighton. Cho nên, những gì Liverpool đã đạt được bây giờ rất đáng tôn trọng. Họ không tiêu nhiều tiền, nhưng cực kỳ thông minh. Cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher từng nhận xét rằng Liverpool đang dẫn đầu, từ đó nảy sinh tham vọng vô địch, thậm chí là vô địch với kỷ lục. Man City và Liverpool đã đặt ra tiêu chuẩn như vậy trong 5 năm qua để trở thành những nhà vô địch hoàn hảo. Điều đó có nghĩa là Man City, Liverpool và Arsenal hiện đang bị đánh giá theo một tiêu chuẩn khác so với phần còn lại. Bởi vì những đội bóng này đang trong thời đại mà một trận hòa trên sân khách cũng sẽ gây ra màn tranh cãi về việc điều này ảnh hưởng đến tham vọng vô địch đến mức nào. Đây là hệ quả trực tiếp của những cao trình không tưởng kể từ khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp tới Premier League. Nhưng ở mùa này, chúng ta có thể thấy sự trở lại của tiêu chuẩn bình thường trong quá khứ. Vô địch không phải lúc nào cũng là phải phá kỷ lục về điểm số hay bằng đội hình vĩ đại nhất lịch sử. Đây có thể là một trong những mùa giải mà một đội có thể vô địch Premier League với tổng số điểm vào giữa những năm 1980. Và Liverpool trở nên vội loại bỏ Man City khỏi cuộc đua, cho dù khởi đầu chậm chạp theo tiêu chuẩn của họ đã tạo ra cơ hội cho những đội còn lại. Và việc tham dự Club World Cup mang đến cơ hội vàng để các đối thủ mở ra khoảng cách đáng kể và tạo ra một số áp lực trên bảng điểm. Bởi ngay cả khi còn nhiều trận chưa đá trong tay, nếu Man City trở về từ Saudi Arabia và phát hiện ra mình kém đối thủ tới 10 điểm, một thứ áp lực sẽ xuất hiện, khiến họ có thể mắc thêm nhiều sai lầm. Đó là lý do tại sao đoạn Giáng sinh này rất quan trọng với Liverpool. Trận đấu cuối tuần tới giữa Liverpool và Arsenal rõ ràng sẽ có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua danh hiệu năm nay. Nhưng Klopp cũng biết rõ tầm quan trọng của trận đấu với MU ở tuần này, giống như các trận derby nước Anh trước đây. Ai thắng sẽ có nhiều động lực hơn, còn kẻ thua sẽ bị chìm sâu hơn. Chúng ta đã thấy điều đó khi hai bên gặp nhau ở mùa giải trước. Ở đầu nhiệm kỳ của mình, Erik ten Hag đã phải chịu áp lực lớn sau một số trận thua và màn trình diễn kém cỏi. Chiến thắng trước Liverpool tại Old Trafford chính là tia sáng ban đầu dẫn đến việc MU cán đích trong top 4 Premier League 2022-2023, hơn Liverpool 8 điểm. MU chỉ thua 3 trong số 22 trận tiếp theo tại Premier League. Tương tự, MU chưa bao giờ hồi phục kể từ trận thua 0-7 trước Liverpool vào tháng 3 năm 2022. MU đã thua 11 trong 30 trận gần nhất kể từ thảm họa ở Anfield. Dường như mọi niềm tin ngày càng bị mất đi, Ten Hag hy vọng nó có thể được lấy lại bằng chiến thắng lớn nhất của ông trong mùa giải này, đặc biệt sau nỗi nhục ở Champions League. Vì tất cả những điều đó, Liverpool bước vào trận đấu và biết mình sẽ đi theo hướng nào, trong khi MU đang hoảng loạn toàn tập. Điểm mấu chốt là trong tay Klopp có tất cả những cầu thủ đẳng cấp với thủ môn, trung vệ và tay săn bàn thuộc hàng xuất sắc nhất bóng đá thế giới. Họ phải tập trung, không được mắc sai lầm, và khi đó chức vô địch sẽ hiện ra trước mặt.